Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin chia sẻ về sản phẩm Comai 73-3. Đây là một trong thuốc đặc trị nhện trên cây trồng. Thì hoạt chất chính của sản phẩm Comai này đó là hoạt chất là Robagit. Tác động chính đó là tiếp xúc và xông hơi. Trong tiếng Anh đó là Contact và Inhale. Nhờ hai tác động này thì nó dự trữ chưa được nhện một cách rất là hợp lực và rất là triệt để, hiệu quả cao, diệt được những loại nhện, đặc biệt là những loại nhện đã kháng thuốc thì nó cũng diệt được. Thì nhờ tác động xông hơi mạnh hoạt chất Probigit trong sản phẩm Comai này, nó sẽ thâm nhập vào các lỗ thở ở trên thân nhện, đánh bật và diệt cả nhện ẩn nấp ở những nơi khó phun hoặc là ở dưới mặt lá. Cơ chế của nó là cơ chế tác động kép. Thứ nhất là nó gây rối loạn chuyển hóa hô hấp, và thứ hai là nó làm rối loạn dẫn truyền thần kinh. Ngay sau khi mà chúng ta phun thuốc mà chúng nhện á, nhện đã tiếp xúc được thuốc á, thì nhện sẽ bị liệt rung, nó thay đổi hành vi ăn, rồi nó ngừng ăn, ngừng đẻ trứng và chết hoàn toàn sau đó. Nhện diệt cả những nhện trưởng thành và nhện non. Hiệu lực thì kéo dài, nó giảm bớt sự xuất hiện những lứa sâu. Thì mình cũng xin chia sẻ một số cái loại nhện mà thuốc Comai này đặc trị, ví dụ như nhện dé trên cây lúa, các loại nhện đỏ trên cây có múi, đậu, mì. Thì mình xin đi vào phần quan trọng nhất của video này, đó là hướng dẫn sử dụng và liều lượng phun thuốc. Thì chúng ta phun cái liều đó là 10 đến 15 ml trên bình 16 lít nước. Về lượng nước phun trong 1 hecta đó thì chúng ta phun ướt đẫm mặt trên, mặt dưới, lá, phun đều tán lá, những chỗ mà sâu nhất của tán lá là nơi mà nhện ở nắp nhiều hoặc là mặt dưới của lá. Thì vì vậy lượng nước phun chúng ta phun càng kỹ thì càng tốt. Đối với lúa thì chúng ta phun lần đầu vào khoảng 35 đến 40 ngày sau sạ. Lần 2 là trước chỗ 7 ngày. Nếu cần phun lần 3 thì sau khi lúa chỗ đều. Chúng ta nên bơm nước vào trong ruộng trước khi phun thuốc để nhện có thể là di chuyển lên cao. Mực nước sẽ đẩy nhện lên cao. Vì vậy thì cái khả năng mà nhện trúng thuốc nó sẽ cao hơn. Chúng ta đối với cái lúa rồi nhé, chúng ta đi chậm phun kỹ để thuốc có thể thấm vào bẹ lá lúa. Ở đây tại bài này thì mình cũng có tổng hợp một cái câu hỏi của anh chủ vườn. Anh hỏi về việc là anh rất khó khăn trong việc phòng trừ các loại nhện cây trồng, đã phun nhiều loại thuốc trừ sâu khác nhau nhưng ít hiệu quả. Thì ngoài cái Comai này thì ở đây bà này cũng giới thiệu một số sản phẩm khác mà đặc trị được các loại nhện. Thì đối với thuốc mà trị nhện á, các bạn thường xuyên luân chuyển thuốc giữa thuốc này thuốc khác để thay đổi cái hoạt chất, vì vậy sẽ hạn chế được hiện tượng nhện kháng thuốc. Vì mà khi mà nhện kháng thuốc rồi á, thì chúng ta rất là khó khăn cho việc diệt trừ triệt để của nhện. Thì mình xin lướt qua một số chi tiết trong bài này cũng rất là hay. Thì nhện hại cây trồng được phân thành các loại nhện như nhện đỏ, nhện trắng, nhện vàng, nhện ré, nhện lông nhung, vân vân. Chúng thì đều có kích thước rất là nhỏ, khó phát hiện bằng mắt thường và ưa các điều kiện thời tiết nóng ẩm, khả năng sinh sản lại cao, vòng đời lại ngắn, có nhiều lứa, nhiều thế hệ trong một năm, sức phát triển nguyên thể thì cao, đặc biệt là chúng dễ bùng phát thành dịch trong nhiều loại cây trồng. Thì những nhóm nhện này hại cây trồng thì không phải là côn trùng, chúng là lớp động vật nên phần lớn các loại thuốc trừ sâu dùng để trừ côn trùng thì ít hiệu quả, mà chúng ta thì phải dùng một số cái loại thuốc trừ nhện chuyên dùng, nghĩa là những hoạt chất chuyên dùng để trị nhện. Thì mình bài này mình giới thiệu thuốc Comai thì các bạn có thể tham khảo một số loại thuốc khác như ví dụ như là Otut, ví dụ như là Ninmai, ví dụ như là ni tắc, vân vân.